Đôi bàn chân đã thay đôi bàn tay để thắm làm mọi việc. Ngay khi lọt lòng mẹ, em đã không có tay. Cô gái này còn bị viêm xương, thiếu máu, đau ốm triền miên. 18 tuổi, thắm mang những mơ ước của tuổi thanh xuân gửi vào những bức tranh thêu. Cháu cũng muốn là mình giống như những người bình thường, có thể làm được tất cả mọi việc. Nếu mà bức tranh thêu thì phải mất gần 1 tháng ạ. Còn bức tranh dính đá thì khoảng 3 tuần là xong ạ. Nhưng đây mới là sở thích lớn nhất của Thắm. Năm 4 tuổi rưỡi, Thắm được mẹ cho đi học mẫu giáo. Thấy các bạn được dạy chữ, cô bé nhất định đòi bố mẹ cho đi học. Chân của cháu là chân cao chân thấp, nên là từ khi còn bé cháu phải tập viết bằng chân trái, không giống như mọi người là tập viết bằng tay phải ạ. Khi còn nhỏ thì chân của cháu rất là cứng, cầm bút thì cứ bị rơi ra, có nhiều hôm bị chảy máu, còn phải buộc rẽ vào. Mẹ khuyên là cháu đừng viết nữa, nhưng mà cháu cũng không từ bỏ và vẫn kiên trì tập viết. Có hôm tập viết nhiều mà đến nỗi bị ngất xỉu, nhưng mà cháu vẫn không từ bỏ. Thắm đã chứng minh được với bố mẹ và nhà trường là em có thể đi học. Nhưng đi học thì đâu chỉ có viết chữ. Thắm phải hoàn thành mọi môn học khác, từ thủ công đến mỹ thuật, kỹ thuật. Bệnh tật lại không để cho cô bé yên khi tháng nào cũng bị ốm, đi viện. Nhưng rồi, 12 năm phổ thông cũng đã trôi qua, năm nào cũng đạt học sinh khá giỏi. Chỉ mong muốn là bản thân mình có một sức khỏe tốt để được tiếp tục đi học, thực hiện ước mơ là được đậu vào một trường đại học mà mình mong muốn, để trở thành sau này trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh, giúp đỡ cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn giống như cháu, có thể giúp đỡ những người bình thường. Người cùng song hành để thực hiện ước mơ của Thắm chính là mẹ em. Chị Tình chưa ngày nào xa con kể từ khi sinh Thắm. Chồng chị đi làm phụ hồ nuôi cả gia đình. Chị ở nhà chăm mấy sào lúa, nuôi con gà, con vịt, và quan trọng nhất là chăm sóc Thắm và cậu con trai. Cháu đã bị tật nguyền như thế mà cháu phấn đấu lên hơn thì mình là người mẹ dù có vất vả hơn con thế nữa cũng cứ cố gắng. 12 năm con đến trường cũng là 12 năm chị đưa đón con đi học. Năm cuối cấp này, Thắm học thêm cách nhà đến 10 mấy cây số. Mỗi ngày, những quầng xe đạp của chị lại cùng con đèo bỏng những ước mơ. Ước mơ, hy vọng của Thắm và mẹ được củng cố rất nhiều bởi người đàn ông cùng làng này. Thầy Tuấn đã dạy thêm toán miễn phí cho Thắm suốt 3 năm qua. Bị bại liệt từ nhỏ, nhưng thầy vẫn nỗ lực học tập, từng đậu thủ khoa lớp công nghệ thông tin của Đại học Hồng Đức. Theo tôi nghĩ rằng là bây giờ thì mọi cái người trong cộng đồng, trong xã hội cũng có những cái ánh mắt khác về người khuyết tật. Họ cũng khá là tôn trọng và giúp đỡ người khuyết tật, cho nên bản thân người khuyết tật theo tôi nghĩ là cũng không nên mặc cảm mà cần phải cố gắng lên, vượt lên thôi. Những ngày hè bỏng gắt, Thắm chỉ còn 1 tuần để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ Thắm thì vẫn quyết tâm, nếu con gái đỗ đại học, chị sẽ tiếp tục theo con đến giảng đường, vừa đi làm thuê, vừa chăm sóc con. Chặng đường còn nhiều chông gai, nhưng hy vọng vẫn luôn cháy bỏng. Đối với bản thân cháu là một người khuyết tật thì chỉ có việc học là có thể khẳng định mình giống như mọi người. Và cháu sẽ không bao giờ từ bỏ, quyết tâm thực hiện được ước mơ và việc học tập của mình.